À, chào các em. Hôm nay thầy sẽ giải cái bài tập bữa trước mà chúng ta đã làm. Rồi bạn nào mà nếu mà làm mà có gửi bài cho thầy rồi thì sẽ tự so sánh kết quả biết được nó đúng hay nó sai nhé. Chúng ta nói về cái bài tập 1.3. 1.3 trước. Đây là một số những cái bài tập vẽ và hoạch định tiến độ dự án bằng cái sơ đồ mạng lưới. Nên vì thế này chúng ta có thể tự luyện tập được. Thứ nhất tiếp là cái bài 1.3. Cái bài này thì nó sẽ có một cái trường hợp đặc biệt, đó là chúng ta phải sử dụng cái công việc giả. Thì thầy sẽ nói luôn vì sao chúng ta phải sử dụng cái công việc giả đó. Như đây là một cái dự án gồm có 15 công việc. 15 công việc. À, thì chúng ta thấy là khoảng tầm mấy chục công việc thì mình cũng còn có thể quản trị bằng cách mình vẽ bằng tay được. Còn nếu mà nhiều quá thì mất thời gian thì chúng ta chỉ cần gõ thời gian rồi trình tự các công việc này kia, rồi chúng ta dùng cái sơ đồ mạng lưới dạng AON trên cái sơ đồ trên cái phần mềm quản trị dự án, người ta họ tự vẽ cho mình và mình đọc mình hiểu được những cái thông tin trên đó là được. Còn cái nguyên tắc rút ngắn là nó như nhau, thì đó là nó thuộc về phần chuyên sâu của cái quản trị dự án. Thì về cái phần sau thầy sẽ giới thiệu về cái phần mềm cũng như cái cách sử dụng của cái phần mềm đó rồi chúng ta luyện tập ở nhà, thì đó nó nằm ở phần chuyên sâu hơn. Như chúng ta nói về cái 1.3. 1.3. Đây. Ta gồm có 15 công việc. B1, B2, B3 bắt đầu ngay từ đầu. Bắt đầu ngay từ đầu sẽ phải vẽ một cái sự kiện khởi đầu. Một cái sự kiện khởi đầu cái vẽ một cái sự kiện khởi đầu. Về một cái sự kiện khởi đầu của dự án này. Rồi bắt đầu với công việc B1, B2, B3. Rồi sau đó công việc B4 đi sau B1, B5, B6 sau B3. Ta vẽ một cái sự kiện kết thúc cái công việc B1 và bắt đầu cái công việc 4. B5, B6 thì sau B3 vẽ một cái sự kiện kết thúc B3 bắt đầu cái B5 và B6. B7 sau B2 B5, B8 sau B2 B5, B9 cũng sau B2 B5. Đấy. B2 B5. Như vậy B2 thì nó ở đây, B5 thì nó ở đây. Mình phải cho nó kết thúc một cái sự kiện. Đấy, sự kiện kết thúc B2, B5 và bắt đầu cái công việc B7, B8, B9. À, cho nó kéo vào đây đi. B5. Kết thúc B2, B5. Và bắt đầu B7, B8, B9. B10, B11, B12 đều sau B4, B7. 10, 11, 12 sau B4, B7. B4, B4 ở đây, B7 ở đây. Như vậy thì chúng ta cho hai này kết thúc tại một điểm. B7. Ta vẽ một cái sự kiện kết thúc B4, B7 và bắt đầu B11, 12, 13, 10, 11, 12. B10.
B11, B12, rồi B13 sau B6, B9, B10, B14 cũng vậy, 6, 9, 10, 10 ở đây, 6, 6 thì ở đây, 6, B9, B9 thì ở đây, 6, B9, B10, đây. 6, B9, B10. Như vậy thì mình phải cho nó một cái điểm. Tốt nhất là ta kéo cái B10 nó xuống. 6, B9 ta cho nó vào một cái thời điểm. Thì cái nhược điểm của cái sơ đồ là chúng ta thấy là nếu mà nhiều cái công việc á, thì nó sẽ bị những cái mũi tên nó bị chồng chéo lên nhau. Chồng chéo lên nhau nó hơi rối. Còn cái sơ đồ ngang thì nó không có bị rối. Này gọi là B9. Tuy nhiên thì cái sơ đồ này cái độ dài ngắn hay là cái sự cái chiều của chiều mũi tên đi tới hay đi lui gì đó nó không có ảnh hưởng gì cả, nó chỉ thể hiện cái mối quan hệ với các công việc thôi chứ nó không có độ dài ngắn hay là đi tới đi lui, nó không thể hiện cái chiều dài của công việc cũng như cái phương hướng tương lai hay hiện tại gì của công việc đó cả. Thì nó nhiều người thì nó hơi chồng chéo lên tí thôi. Để 10. À, khi nó chồng chéo nó nhiều công tác thì mình cứ theo nguyên tắc mà mình làm thôi, chứ nó không có ảnh hưởng gì cả. Đó là B13, B14. B15 sau B8, B11, B12. B8 thì ở đây, 11, 12 thì ở đây. Có một cái vấn đề nó hơi lạ đó là cái bộ này thì nó phải kết thúc tại một điểm B8 mà nó kết thúc cùng điểm với B11, B12 thì không sao. Nhưng mà B11, B12 nó cùng điểm khởi đầu. Mà bây giờ mình cho nó kết thúc tại một điểm thì nó bị vi phạm cái nguyên tắc là hai công việc có cùng khởi đầu cùng kết thúc. À, nó tự nhiên cái nó tạo thành một cái hiện tượng như thế song song như này cùng điểm kết thúc. Mà như vậy thì nó vi phạm cái nguyên tắc của cái sơ đồ này. Nếu nguyên tắc nó bị vi phạm thì cuối cùng cái sơ đồ này nó sẽ bị sai, nó rối hết cả lên và nó bị sai. Vì thế nên phải sử dụng một cái công việc giả. Cái công việc giả này nó sẽ áp dụng đối với những cái công việc mà cùng điểm không khởi đầu cùng điểm kết thúc, còn những cái công việc mà nó không có bị cùng điểm khởi đầu thì sẽ không có áp dụng cái công việc giả cho nó. Thì cái công việc giả này nó rất là linh động. Bây giờ mình cho cái B8 với B12 này nó kết thúc tại một điểm và mình cho cái B11 này nó kết thúc tại một cái điểm khác và nó kéo kéo một cái công việc giả vào cái điểm kết thúc của B8 B12 cũng được, hoặc là mình cho B8 với B11 kết thúc tại một điểm rồi mình vẽ cái B12 này cho nó kết thúc tại một cái điểm khác, vẽ giả vào điểm đó cũng được. Vì thế nên nó là tùy mình thôi, chứ 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 không phải là cái bạn kia bạn làm là như thế còn mình làm khác thì nó lại sai, mà cái này là tùy mình thôi. Nếu mà càng nhiều công việc nó cùng điểm với đầu thì nó lại càng có nhiều cách vẽ. À, bây giờ ví dụ như mình cho B8 với B12 nó kết thúc tại một cái điểm trước đã. Này, cho nó thành kết thúc tại cái điểm này. Rồi, bây giờ cái B11 mình cho nó kết thúc tại một cái điểm khác. Một cái điểm này là điểm giả thôi. Rồi mình vẽ một cái công việc giả nó vào cái điểm kết thúc của B12 và B8. Và mình cho cái việc giả này ví dụ như nó là cho nó giả định nó là công việc F đi, chuyện gì cũng được, tự đặt tên ra. Chứ không có cố định. Mình giả sử nó là giả, mình phẩy nó một cái để cho mình biết là nó đặc biệt. Như vậy thì bắt đầu với công việc là B15. Bắt đầu với công việc B15. À, cho nó ở đây. B15.
15, dạ sẵn đó ạ. Thì chúng ta thấy là bây giờ nó mình chỉ cần làm một cái động tác giả đó thôi mà hai cái công việc B11 với B12 nó không có cùng điểm kết thúc nữa. Đấy, thì nó sẽ không sai hết. Và cái công việc giả này đương nhiên là nó giả nên nó là nó không có thời gian hay chi phí gì cả. Nó chỉ như một cái kỹ thuật, chỉ như một cái kỹ thuật mà mình xử lý nó thôi chứ nó không phải là một cái công việc thực sự. Bây giờ tới cái bây giờ còn ba cái công việc B13, B14, B15. Người ta không nói gì nữa thì mình phải kéo ba cái công việc B13, B14, B15 này vào cùng một điểm. Nhưng mà bây giờ B13 với B14 thì nếu kéo cùng một điểm thì nó lại vi phạm cái nguyên tắc đó. Nên đó là mình vẫn sử dụng một cái công việc giả, nguyên tắc thì nó cũng tương tự như thế. Thì giả sử như là cho B13 với B15 nó kết thúc vào một cái điểm này. Cái điểm này là cái sự kiện kết thúc dự án. Thì bây giờ mình cho B14 nó giả sử nó kết thúc tại một cái điểm khác. Đấy. Và mình vẽ một cái công việc giả vào đây. À, cho nó là E phải đi. Không tốn thời gian, không tốn chi phí. Đấy, như vậy là xong cái sơ đồ của mình. Thì chúng ta thấy là khi chúng ta vẽ xong thì nó chỉ có cái sự kiện đầu tiên là nó chỉ có mũi tên đi ra thôi, còn nó cũng chỉ có duy nhất một cái sự kiện là chỉ có mũi tên đi vào không mũi tên ra nữa. Thì hai sự kiện này là sự kiện khởi đầu và sự kiện kết thúc, chứ nó không có một cái sự kiện nào mà nó giống hai sự kiện này nữa. Nếu mà nó giống thì chúng ta lại sai rồi. À, bây giờ tới cái việc đầu tiên đó là mình đánh số thứ tự của sự kiện. Thì sự kiện đầu tiên khởi đầu dự án mình cho nó là không, rồi mình giả định rằng là mình xóa các cái công việc này, mình giả vờ mình gạch nó đi chứ nó không không phải gạch nó đi. Thì giờ sự kiện nào không còn mũi tên đi vào thì đánh số thứ tự cho sự kiện tiếp theo. Bây giờ mình thấy cái này không còn mũi tên đi vào cái trên này, vậy thì thôi cái này là một. Bây giờ cái sự kiện này á, thì vẫn còn mũi tên đi vào đấy, nó vẫn còn mũi tên đi vào. Bây giờ cái sự kiện dưới này cũng không có mũi tên đi vào, cái này giả định xóa rồi, cái này giả định là xóa rồi, vì thế nên nó là mình đánh số thứ tự của hai cái này là sự kiện tiếp theo, một hai. Rồi bây giờ xóa cái mũi tên đi ra khỏi cái sự kiện một hai này đi, xóa đi, xóa mũi tên đi ra đi. Bây giờ sự kiện nào không còn mũi tên đi vào thì đánh số thứ tự cho sự kiện tiếp theo. Thì mình thấy cái sự kiện phía trên này nó vẫn còn chỗ này đi vào, như vậy thì không phải. Cái dưới này thì nó vẫn còn cái B9 này nó đi vào, rồi B10 nó đi vào lên hết. Như vậy hai cái này không phải, chỉ có cái sự kiện này thôi. Vì chỉ có cái sự kiện này là cái sự kiện tiếp theo thôi, nó không có cái mũi tên đi vào nữa, mình xóa hết rồi. Thì đây là sự kiện số 3. Bây giờ mình xóa hết các cái mũi tên đi ra khỏi cái sự kiện ba vừa mới đánh số đi. Mình xóa đi, giả định là xóa đi. Sự kiện nào không còn mũi tên đi vào thì đánh số thứ tự cho sự kiện tiếp theo. Bây giờ sự kiện trên này không còn mũi tên đi vào. Sự kiện này thì vẫn còn. Sự kiện này thì vẫn còn B10. Không được. Và như vậy đánh số thứ tự cho sự kiện tiếp theo. À, 1, 2, 3, rồi giờ là 4. Bây giờ xóa các mũi tên đi ra khỏi cái sự kiện 4 đi. Xóa đi. Thì sự kiện nào không còn mũi tên đi vào. Thì bây giờ mình thấy là cái ở dưới này bây giờ bắt đầu nó không còn mũi tên đi vào nữa. Rồi cái sự kiện này cũng không còn mũi tên đi vào. Rồi cái sự kiện này cũng không còn mũi tên đi vào. Đấy. Nên đó là cả ba cái sự kiện này nó đều đều không có mũi tên đi vào nữa. À, không, cái sự kiện dưới này nó vẫn còn mũi tên đi vào là chữ F này, này không phải. Chỉ có hai cái sự kiện này thôi. Sự kiện trên này và sự kiện dưới này là không có mũi tên đi vào. Như vậy mình đánh số thứ tự cho sự kiện tiếp theo. Bây giờ là 5, 6, 5, 6. Đó là hai sự kiện tiếp theo. Bây giờ mình xóa tên ra khỏi cái sự kiện vừa mới đánh số đi. Mình sẽ như vậy. 5, 6. Thì bây giờ còn lại 3 sự kiện. Đấy, 3 sự kiện. Thì
thì chúng ta thấy là cái sự kiện này không còn có tên đi vào, rồi sự kiện trên này cũng không còn có tên đi vào. Như vậy đó là hai cái sự kiện tiếp theo. Hai sự kiện tiếp theo mình đánh là sự kiện 7, 8. Đấy. Rồi xóa các mũi tên đi ra khỏi cái sự kiện 7, 8. Thì cuối cùng chỉ còn lại cái sự kiện cuối cùng là sự kiện 9. À, hoàn toàn không có mũi tên đi vào. À, nhưng mà mình xóa hết rồi, nó không còn mũi tên đi vào đó nữa. Và nó cũng còn có duy nhất mỗi cái sự kiện mà thôi. Đấy, như vậy thì đó là cái số thứ tự của sự kiện. Mình phải đánh số theo cái nguyên tắc đó để mà tới khi mình tính xuôi về rồi mình tính tới rồi mình tính lui nó không bị thiếu thông tin nếu như mình đi theo cái số thứ tự của sự kiện này. Còn nếu như mà mình thích mình tự đánh số thì cũng được, nhưng chỉ có điều là tính tới rồi rồi tính cái sự kiện này rồi tới cái sự kiện kia rồi mình tính tới sự kiện kia mà nó không theo cái quy luật này á, thì cuối cùng mới là nó bị thiếu thông tin và cuối cùng mới là nó bị trễ cái nó mình làm nó bị chậm, thiếu thông tin, thiếu cái này rồi lại phải tính cái kia rồi mới có thông tin rồi mới có thể tính được cái sự kiện này chẳng hạn. Nên rồi cuối cùng nó là nó rối lên nếu như mà nhiều cái công việc. Nên như vậy thì cứ theo cái nguyên tắc đó và đi theo những cái số những cái thứ tự đó thì nó sẽ không bị thiếu. Chứ còn về mục đích thì cái về mục đích bản chất thì cái số thứ tự của sự kiện này chỉ mang cái tính chất là mình đánh cái số thứ tự cho các sự kiện thôi. À, bây giờ mình tính cái thời gian muộn nhất hoàn thành công việc theo dự kiến, mình điền các cái chỉ tiêu thời gian vào đây để mình tính B1, B2, B3, 4, 4, 3, B4, B5, B6. B7, B8, B9. Chỗ này là bên bạn trên này. B8, B9. B10, B11, B12. B13, B14, B15. Còn hai cái công việc giả thì nó không tốn thời gian, không tốn chi phí. Rồi bây giờ cái sự kiện đầu tiên, sự kiện đầu tiên là cái sự kiện khởi đầu dự án, mình giả định rằng nó bắt đầu ngay từ đầu theo như mình dự kiến. Bây giờ tới sự kiện số 1. Sự kiện số 1 là sự kiện kết thúc của công việc B1. Công việc B1 theo dự kiến bắt đầu từ đầu cái dài 4 tuần. Như vậy theo dự kiến thì nó sẽ kết thúc vào cuối tuần thứ 4. Cuối tuần thứ 4 mình ghi số 4 vào cuối mũi tên và nó chỉ có một cái kết thúc của một công việc B1 thôi. Vì thế nên nó cũng chính là cái thời điểm sớm nhất hoàn thành cái sự kiện số 1, là cái sự kiện kết thúc công việc B1, bắt đầu B4. Rồi tới sự kiện số 2. Sự kiện số 2 là sự kiện kết thúc của duy nhất công việc B3. B3 theo dự kiến bắt đầu ngay từ đầu, kéo dài 3 tuần, theo dự kiến kết thúc cuối tuần thứ 3. À, và như vậy nó chỉ kết thúc có một công việc B3, vì thế nên cái thời điểm sớm nhất dự kiến kết thúc cái cùng xảy ra cái sự kiện số 2 này là cái thời điểm cuối tuần thứ 3. Rồi cái sự kiện số 3,
Sự kiện số 3 là sự kiện kết thúc của công việc B2 và B5. B2 theo dự kiến thì bắt đầu ngay từ đầu, kéo dài 4 tuần. Như vậy theo dự kiến kết thúc vào cuối tuần thứ 4. Ghi số 4 vào cuối mũi tên. Công việc B5 theo dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối tuần thứ 3, khi công việc B3 kết thúc, và nó kéo dài 3 tuần. Như vậy theo dự kiến nó sẽ kết thúc vào cuối tuần thứ 6. 4 với 6 thì mình phải ghi số 6 vào đây, tại vì đó là cái thời điểm sớm nhất mà cái sự kiện số 3 này có thể xảy ra. Đó là cái sự kiện kết thúc B2 và B5. Sự kiện số 4. Sự kiện số 4 là sự kiện kết thúc của công việc B4 và B7. Công việc B4 bác sẽ dự kiến sẽ bắt đầu cuối tuần thứ tư, khi mà kết thúc công việc B1, và nó kéo dài 6 tuần. Như vậy theo dự kiến nó sẽ kết thúc vào cuối tuần thứ 10. Kết thúc vào cuối tuần thứ 10. Đây, ghi số 10 vào cuối mũi tên. Rồi công việc B7. Công việc B7 thì theo dự kiến nó sẽ bắt đầu vào cuối tuần thứ 6, khi mà hai công việc B2, B5 đã kết thúc, và nó kéo dài 2 tuần. Như vậy theo dự kiến nó sẽ kết thúc vào cuối tuần thứ 8. Đấy, 8 với 10 thì mình phải đi số 10 rồi. Đó là thời điểm sớm nhất xảy ra cái sự kiện số 4. Sự kiện số 5. Sự kiện số 5 là sự kiện kết thúc của công việc B11. Chỉ là có một mũi tên đi vào thôi, nó chỉ kết thúc của B11. Công việc B11 theo dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối tuần thứ 10 và kéo dài 2 tuần. Như vậy theo dự kiến nó sẽ kết thúc cuối tuần 12, và nó chỉ kết thúc của một công việc B11 này thôi, vì thế nên mình ghi số 12 vào đây. Đó là thời điểm sớm nhất mà cái sự kiện số 5 này xảy ra. Sự kiện số 6. Sự kiện số 6. Sự kiện số 6 là sự kiện kết thúc của công việc B6, B9 và B10. Công việc B6 theo dự kiến thì sẽ bắt đầu vào cuối tuần thứ 3 và kéo dài 5 tuần. Như vậy theo dự kiến nó sẽ kết thúc vào cuối tuần thứ 8. Công việc B9 theo dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối tuần thứ 6 và nó kéo dài 6 tuần. Như vậy theo dự kiến kết thúc cuối tuần thứ 12. Công việc B10 theo dự kiến thì sẽ bắt đầu vào cuối tuần thứ 10, khi công việc B4, B7 kết thúc, và nó kéo dài 5 tuần. Như vậy theo dự kiến nó kết thúc vào cuối tuần thứ 15. Cuối tuần thứ 15. Như vậy 8, 12, 15, mình phải ghi số 15 vào đây. Đó là cái thời điểm sớm nhất mà số 6 này xảy ra, có thể xảy ra. Tới sự kiện số 7. Sự kiện số 7 là sự kiện kết thúc của ba công việc B8, B12 và F0. Công việc B8 theo dự kiến thì nó sẽ bắt đầu vào cuối tuần thứ 6 và nó kéo dài 7 tuần. Như vậy theo dự kiến nó sẽ kết thúc vào cuối tuần thứ 13. Công việc B12 theo dự kiến nó sẽ bắt đầu cuối tuần thứ 10 và nó kéo dài 4 tuần. Như vậy theo dự kiến thì nó sẽ kết thúc cuối tuần thứ 14. Công việc F phẩy theo dự kiến nó sẽ bắt đầu cuối tuần thứ 12 và nó kéo dài 0 tuần. Vì thế theo dự kiến nó kết thúc cuối tuần thứ 12. Nó là công việc gì à, thôi, thực ra nó là công việc 11. 12, 13, 14 thì mình phải ghi cái số 14 vào đây. Vào đây. Để tới sự kiện số 8. Sự kiện số 8. Sự kiện số 8 là sự kiện kết thúc của công việc B14. B14 theo dự kiến sẽ bắt đầu cuối tuần 15 và kéo dài 5 tuần. Như vậy theo dự kiến nó sẽ kết thúc tuần thứ 20, và nó chỉ có kết thúc của một B14 thôi, vì thế nên mình ghi 20 vào đây. Cuối cùng tới sự kiện số 9. Sự kiện số 9 là sự kiện kết thúc của ba công việc E phẩy, B13 và B15. Công việc E phẩy theo dự kiến kết thúc vào cuối tuần thứ bắt đầu vào cuối tuần 20, kéo dài 0 tuần. Như vậy theo dự kiến kết thúc vào cuối tuần 20, thực ra nó là B14. Công việc B13 theo dự kiến bắt đầu cuối tuần 15, kéo dài 3 tuần. Như vậy theo dự kiến sẽ kết thúc cuối tuần thứ 18. B18 của mình tên. Công việc B15 theo dự kiến sẽ bắt đầu cuối tuần thứ 14, kéo dài 1 tuần. Như vậy theo dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tuần thứ 15. Ghi số 15 vào cuối mũi tên. 15, 18, 20. Như vậy ta ghi số 20 vào đây. Như vậy có nghĩa là cái dự án này sẽ kết thúc vào 20 tuần, cuối tuần thứ 20, và 20 chính là cái thời gian hoàn thành dự án. Đó là cái thời gian sớm nhất theo dự kiến hoàn thành dự án một cách bình thường.
cách bình thường. Đấy. Như vậy cái sơ đồ chúng ta nói là như vậy. Đó, trong trường hợp này chúng ta có hai công việc giả. Thì bây giờ chúng ta tính cái thời gian muộn nhất phải hoặc là cho phép hoàn thành các cái công việc. Bây giờ mình từ cái sự kiện lớn mình tính ngược về 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thì chúng ta thấy là nãy giờ chúng ta đang tính theo những cái số thứ tự của các sự kiện rồi. Mình thấy mình không có bị thiếu cái thông tin nào hết. Mình tính một cách theo một cái đường thẳng luôn. Còn nếu như mà đánh lộn xộn thì chắc chắn là nó sẽ thiếu chỗ này rồi thiếu chỗ kia, nó rồi cuối cùng nó sai. Nên đó là nhiều 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 bạn đó là cái lúc mà đánh lúc mà học cái đánh số thứ tự của các sự kiện thì không có để ý, rồi cuối cùng hay là vô thi rồi tự đánh rồi tự tính toán rồi này kia, rồi cuối cùng nó rối tung lên hết, rồi cuối cùng mới là nó hết thời gian, và cuối cùng mới là nó sai, thấy nó khó. Nhưng mà thực sự thì nếu như mà biết cách đánh số thứ tự và tính theo số thứ tự thì nó lại thành ra đơn giản. Nên tự học thì cũng được. Bây giờ tới công việc số 9. Công việc số 9. Dự án này dự kiến là sẽ kết thúc vào cuối tuần thứ 20. Và nếu như mình cho cái dự án này buộc nó phải kết thúc vào cuối tuần thứ 20. Tức là sớm thì sự kiện số 9 này, sự kiện kết thúc này xảy ra, còn nếu mà muộn thì cũng phải cuối tuần 20 xảy ra. Thì mình không cho cái dự án này nó thêm một cái khoảng thời gian dự trữ, thì mình bắt nó hoàn thành vào cuối tuần thứ 20 luôn. Rồi bây giờ mình bắt đầu tính cái thời gian dự trữ của cái, xem công việc nào găng, công việc nào không găng, thời gian muộn nhất mà các cái công việc phải hoàn thành hoặc là các cái sự kiện nó phải xảy ra để nó không ảnh hưởng tới cuối tuần 20 này, không ảnh hưởng tới cuối tuần 20 này phải xong. Bây giờ tới sự kiện số 8 thì mình trả lời cái câu hỏi là cái sự kiện số 8 là sự kiện bắt đầu của công việc nào. Đấy. Thì sự kiện số 8 là sự kiện bắt đầu của công việc E'. Đấy, công việc E' thì sớm cuối tuần thứ 20 là phải xong, muộn cuối tuần 20 cũng phải xong, nghĩa là không tuần. Như vậy cái công việc E' này nếu muộn thì nó cũng phải bắt đầu vào cuối tuần thứ 20. Nên ghi số 20 là cuối mũi tên. Và cái sự kiện số 8 này nó chỉ bắt đầu công việc E' thôi. Vì thế nên mình ghi số 20 vào cái thời gian muộn nhất mà cái dự án này phải xảy ra. Tới sự kiện số 7. Sự kiện số 7 là sự kiện bắt đầu của công việc nào? Là sự kiện bắt đầu của công việc B15. Công việc B15 nếu sớm thì cuối tuần 15 là hoàn thành. Nếu muộn thì cuối tuần thứ 10, 20 hoàn thành cũng được. Đấy. Và nó kéo dài một tuần. Như vậy nếu mà trong điều kiện muộn nhất có thể thì cuối tuần thứ 19 nó bắt đầu vẫn được, vẫn kịp. Đấy. Cộng với một tuần của nó thì cuối cùng nó vẫn kết thúc vào cuối tuần thứ 20 cùng cùng lúc với cái công việc E phải này, dự án vẫn không bị đẩy lùi. Đấy. Vì thế nên nó là công việc số B15 nếu sớm thì cuối tuần thứ 15 là hoàn thành, nếu muộn cuối tuần 20 hoàn thành cũng được, kéo dài một tuần. Như vậy nếu muộn thì cuối tuần thứ 19 bắt đầu vẫn kịp. Đó là thời điểm muộn nhất rồi, chứ không thể nào cuối tuần 20 bắt đầu được. Như vậy thì chỉ có một công việc B15 mình điền cái số 19 vào trong cái thời gian muộn nhất mà cái sự kiện số 17 này có thể xảy ra. Bây giờ tới sự kiện số 6. Sự kiện số 6 là sự kiện bắt đầu của công việc B13 và B14. Công việc B13 nếu sớm thì cuối tuần thứ 18 hoàn thành, nếu muộn cuối tuần 20 hoàn thành cũng được. Kéo dài 3 tuần. Như vậy nếu muộn thì cuối tuần thứ 17 bắt đầu vẫn kịp. Ta ghi số 17 và cuối cái mũi tên. Công việc B14. B14 thì nếu sớm cuối tuần thứ 20 xong, nếu muộn thì cuối tuần 20 cũng phải xong. Và nó kéo dài 5 tuần. Như vậy nếu muộn thì cuối tuần thứ 15 cũng phải bắt đầu. Cũng phải bắt đầu. Chứ nếu sớm thì 15 nó bắt đầu mà muộn thì 15 cũng phải bắt đầu. Tức là không được muộn. Đây là công việc B14, đây là một cái công việc găng. Bây giờ mình xem cái vị trí mà thời gian muộn nhất mà để cho cái sự kiện số 6 nó phải xảy ra. Thì đối với công việc B13 thì muộn nhất 17 cũng được,
Đối với câu 10, 14 thì muộn nhất cuối tuần thứ 15 phải xảy ra. Đấy. Như vậy thì mình phải ghi cái số nhỏ hơn vào đây. Đó là cái số 15 và cái sự kiện số 6 này. Đó này, đó là cái thời điểm muộn nhất mà cái sự kiện số 6 này nó phải xảy ra để nó không ảnh hưởng tới cái thời gian trong bộ dự án. Đấy. Đối với cái công việc B13 thì có thể nó không bị trễ, nhưng mà đối với công việc bầm, nếu mà cuối tuần 15 mà cái sự kiện số 6 này nó không xảy ra thì cái công việc B14 này nó sẽ bị trễ. Mà B14 mà bị trễ thì E phải bị trễ thì dự án bị trễ. Đấy. Vì thế nên ta phải điền số nhỏ hơn vào đây. Vào đây. Rồi bây giờ tới sự kiện số 5. Sự kiện số 5, sự kiện bắt đầu của công việc F phải. Công việc F phải nếu sớm thì cuối tuần thứ 12 hoàn thành. Nếu mà muộn thì cuối tuần thứ 19 hoàn thành. Cũng được. Đấy. Và nó kéo dài không tuần, như vậy nếu muộn thì cuối tuần thứ 19 bắt đầu cũng được. Đấy. Và ta ghi số 19 vào đây. Chỉ có một công việc. Đó là cái thời điểm muộn nhất mà cái sự kiện số 15 này phải xảy ra. Đấy, sự kiện số 4. Sự kiện số 4 là sự kiện bắt đầu của những công việc nào? Là sự kiện bắt đầu của B11, B12, B10. Đối với công việc B11, nếu sớm thì cuối tuần thứ 12 là hoàn thành. Nếu muộn thì cuối tuần thứ 19 hoàn thành cũng được, kéo dài 2 tuần. Như vậy nếu muộn cuối tuần thứ 17 bắt đầu vẫn kịp, không được muộn hơn. À, công việc B12, nếu sớm thì cuối tuần thứ 19 là hoàn 14 là hoàn thành. Nếu muộn thì cuối tuần thứ 19 hoàn thành cũng được, kéo dài 4 tuần. Như vậy nếu muộn thì cuối tuần thứ 15 cũng phải bắt đầu. Ừ. Nếu muộn thì cuối tuần thứ 15 bắt đầu vẫn được. Rồi công việc B10, theo dự kiến thì nó kết thúc vào cuối tuần thứ 15. À, theo dự kiến nếu sớm thì cuối tuần thứ 15 là xong, nếu muộn thì cuối tuần thứ 15 cũng phải xong, và nó kéo dài 5 tuần. Như vậy nếu muộn thì cuối tuần thứ 10 nó cũng phải xảy ra, cuối tuần thứ 10 nó cũng phải bắt đầu. Và ta nhìn vào trong cái sự kiện 4 này, mình thấy là công việc B10 này á, nếu sớm theo dự kiến nó bắt đầu cuối tuần thứ 10, còn nếu muộn thì nó cũng phải bắt đầu cuối tuần thứ 10. Có nghĩa là cái công việc B10 này nó là một cái công việc gắn. Như vậy giữa 10, 15, 17 thì ta ghi xuống 10 về đây. Tới sự kiện số 3. Sự kiện số 3 là sự kiện bắt đầu của công việc B7, B8, B9. Đối với B7, nếu sớm thì cuối tuần thứ 8 xong, nếu muộn thì cuối tuần thứ 10 xong cũng được, kéo dài 2 tuần. Như vậy nếu muộn thì cuối tuần thứ 8 bắt đầu cũng được. Đối với công việc B8, nếu sớm thì cuối tuần thứ 13 là xong, nếu muộn thì cuối tuần thứ 19 xong cũng được, kéo dài 7 tuần. Như vậy nếu muộn thì cuối tuần thứ 12 bắt đầu vẫn được. Đối với B9, nếu sớm thì cuối tuần thứ 12 là hoàn thành, nếu muộn thì cuối tuần thứ 15 hoàn thành cũng được, kéo dài 6 tuần. Như vậy nếu muộn thì cuối tuần thứ 9 bắt đầu vẫn được. 8, 9, 12 thì mình ghi số 8 vào đây. 8 vào đây, đó là cái thời điểm sớm nhất mà đó là cái thời điểm muộn nhất mà cái sự kiện số 3 nó sẽ ra. Tới sự kiện số 2. Sự kiện số 2 là sự kiện bắt đầu của cái công việc 5 B6. Đối với B5, nếu sớm thì nó kết thúc vào cuối tuần thứ 6 theo dự kiến, nếu muộn thì kết thúc vào cuối tuần thứ 8 cũng được, kéo dài 3 tuần. Như vậy nếu muộn thì cuối tuần thứ 5 bắt đầu vẫn được, vẫn kịp. B6, nếu sớm thì cuối tuần thứ 8 hoàn thành, nếu muộn thì cuối tuần thứ 15 hoàn thành cũng được, kéo dài 5 tuần. Như vậy nếu muộn cuối tuần thứ 10 bắt đầu vẫn kịp. 5 với 10 thì ghi số 5 vào đây. Rồi đối với cái công việc, đối với sự kiện B1, sự kiện số 1. Nếu là sự kiện số 1 là sự kiện bắt đầu của công việc B4. Công việc sớm thì cuối tuần thứ 10 xong, nếu muộn thì cuối tuần thứ 10 cũng phải xong, kéo dài 6 tuần. Như vậy nếu muộn thì cũng phải bắt đầu vào cuối tuần thứ 4. Đấy, sớm 4, muộn 4 thì ta ghi số 4 vào đây. Đối với cái sự kiện không là sự kiện bắt đầu của ba công việc B10, B1, B2 và B3. Đối với B1, nếu sớm thì cuối tuần thứ 4 xong, nếu muộn cuối tuần thứ 4 cũng phải xong, kéo dài 4 tuần. Như vậy nếu muộn thì cũng phải bắt đầu ngay từ đầu. Đối với B2,
Nếu sớm thì cuối tuần 4 xong, nếu muộn thì cuối tuần thứ 8 xong cũng được, kéo dài 4 tuần như vậy. Nếu muộn thì cuối tuần thứ 4 bắt đầu vẫn kịp, đó là muộn nhất. Đối với công việc B3, nếu sớm thì cuối tuần thứ 3 xong, nếu muộn cuối tuần thứ 5 xong cũng được, kéo dài 5 tuần như vậy. Nếu muộn thì cuối tuần thứ 2 bắt đầu vẫn kịp. Và 0, 2, 4 thì mình phải ghi số 0 vào đây, vào đây. Đó là thời gian muộn nhất phải hoặc là cho phép hoàn thành các công việc và các sự kiện. Bây giờ mình tính cái thời gian dự trữ của các cái sự kiện. Đấy, thì lấy sớm nhất trừ muộn nhất, và muộn nhất trừ sớm nhất thì ra cái thời gian dự trữ. Đây, mình không, mình bằng 2, mình 2, mình không, mình không, mình bằng 5, mình 7, mình bằng 5, mình không, mình không. Thì cái thời gian dự trữ của sự kiện này nó có cái ý nghĩa rất là lớn. Có nghĩa là khi mà mình làm một cái dự án á, thì nó sẽ có những cái thời điểm, nó xảy ra những cái thời điểm mà nó sẽ xảy ra những cái sự kiện đó. Thì cái thời gian dự trữ của sự kiện có nghĩa là nó từ cái thời điểm sớm nhất theo dự kiến cái sự kiện xảy ra cho tới cái thời gian muộn nhất mà cái sự kiện đó phải xảy ra, nếu không dự án nó sẽ bị trễ. Giống như là bây giờ mình học những cái môn bắt buộc, rồi tới cái thời điểm mà mình làm cái luận văn, thì theo như dự kiến thì tới cái học kỳ 7 là mình sẽ làm luận văn, mình sẽ làm luận văn. Còn nếu mà muộn á, đó là thời gian sớm nhất theo dự kiến, đó là theo kế hoạch theo dự kiến là kỳ 7. Còn nếu mà muộn á, thì cái thời điểm cái thời điểm mà cuối cuối cái năm thứ 7 đó, nó cũng phải là xảy ra, nó cũng phải làm luận văn, chứ nếu không á, là sẽ ra trường nó bị trễ, nó sẽ ra trường bị trễ. Sớm thì cuối cái học kỳ tới cái học kỳ thứ 7 mình làm luận văn, mà muộn thì cuối tới cái học kỳ thứ 7 mình cũng phải làm hay là chuyên đề tốt nghiệp, nếu không á, thì nó sẽ bị trễ, vì trẻ không có thời gian dự trữ. Còn còn nếu như mà mình không làm được cái đợt đó thì cuối cùng là mình phải làm cái đợt tháng 7 hay gì đó, rồi tháng 10 mình mới làm, thì nó mới xảy ra tới tháng 10 mình mới xảy ra cái sự kiện đó, tới tháng 7 mình mới xảy ra sự kiện đó, rồi tới tháng 10 mình mới xong, thì cuối cùng là mình bị ra trường bị trễ. Cuối cùng ra trường bị trễ có nghĩa là mình bị trễ cái dự án, cái dự định của mình, nên nó không có cái thời gian dự trữ. Ví dụ như cái học phần bắt buộc thì mình có thời gian trả nợ đi. Ví dụ như học kỳ này mình học kỳ 2, học kỳ 3 đồ mình phải học cái môn đó, nhưng mà rồi mình rớt cái môn đó, rồi cuối cùng á là học kỳ sau mình phải lo mình trả nợ. Rồi nếu mà không học sau mình không trả nợ thì mình có thể trả cho cái kỳ sau nữa. Nhưng mà đó là cái thời điểm muộn nhất mà cái thời điểm cái sự kiện mà đậu cái hợp đồng đó nó phải xảy ra, nếu không thì không được trễ nữa. Nếu mà trễ nữa thì tới học kỳ kỳ 8 mới học hoặc kỳ 9 mới học thì chắc chắn là mình ra trường nó sẽ bị trễ đi cả 1 năm hay là 2 năm đấy. Nên đó là cái khoảng thời gian dự trữ của những cái công việc, của những cái môn học đó. Sớm nhất xảy ra và muộn nhất phải học mà phải xảy ra, phải đậu, chứ nếu không nó sẽ bị trễ, trễ hơn nữa là dự án bị trễ. Đấy. Nên đó là cứ cứ càng gần cái năm cuối thì cái thời gian dự trữ của các cái công việc, của các cái học phần đó nó càng thu hẹp lại. Nếu như mà mình không tính toán này kia để mình biết là cái thời điểm nào trễ nhất cái gì nó xảy ra, mình lại lo mình đi trả nợ cái môn khác, trong khi cái môn đó là phải 1 năm sau nó mới lặp lại, thì cuối cùng đó là dự án nó sẽ bị trễ, ra trường nó bị trễ. Đó là do mình quản trị cái dự án nó kém là như vậy. Nhất như vậy đấy, khi mình làm một cái dự án hay mình làm việc gì đó thì nó sẽ có những cái sự kiện, những cái thời điểm, những cái mốc, những cái mốc cho những cái công việc đó nó phải xảy ra. Muộn nhất sớm nhất gì đó thì nó phải có một cái khoảng thời gian dự trữ đó, nó rất là có ý nghĩa.
Bây giờ tới cái thời gian dự trữ của công việc. Thời gian dự trữ công việc thì mình tính cái thời gian dự trữ công việc để mình biết rằng là cái công việc nào nó có cái thời gian dự trữ là bao lâu, và công việc nào thì không được trễ, tức là thời gian dự trữ bằng không. Nếu như những cái công việc mà thời gian dự trữ bằng không thì mình phải rất là lo đảm bảo tiến độ cho nó, nếu không thì cái dự án sẽ bị trễ. Còn những cái công việc kia thì do nó có thời gian dự trữ nên là mình có thể linh động trong cái việc điều phối rồi điều động hay là nghỉ ngơi gì đó thì nó không sao hết. Bây giờ tới cái công việc số 1. Công việc số 1. Công việc số 1. Nếu sớm thì cuối tuần thứ 4 nó hoàn thành, nếu muộn thì cuối tuần thứ 4 cũng phải hoàn thành, có nghĩa thời gian dự trữ bằng không. Nó là công việc gan. Mình tô đậm lên thì mình thấy cái đường gan. B2. Nếu sớm thì cuối tuần thứ 4 hoàn thành, nếu muộn cuối tuần thứ 8 hoàn thành cũng được. B2 có cái 4 tuần dự trữ, không phải gan. Công việc B3, nếu sớm thì cuối tuần thứ 3 hoàn thành, nếu muộn thì cuối tuần thứ 5 hoàn thành cũng được. Như vậy có 2 tuần dự trữ, không phải gan. B4. Cuối tuần thứ 10 cũng phải xong. Như vậy nó là công việc gan. Mình tô đậm nó lên. Đối với công việc B5. B5 nếu sớm cuối tuần thứ 6 xong, nếu muộn ra thì cuối tuần thứ 8 xong cũng được. Có 2 tuần dự trữ. B6. B6 nếu cuối tuần thứ 8 là, nhưng mà nếu trễ thì cuối tuần thứ 15 hoàn thành cũng được. Nên như vậy có tới 7 tuần dự trữ. Tới cuối tuần tới công việc B7. B7 thì 8 nó hoàn thành theo dự kiến, nhưng mà cuối tuần thứ 10 hoàn thành cũng được. Như vậy có 2 tuần dự trữ. Rồi B8. B8 nếu sớm thì cuối tuần thứ 13 hoàn thành, nếu muộn 19 hoàn thành cũng được. Như vậy nó có tới 6 tuần dự trữ. 6 tuần dự trữ. Rồi B8. Rồi bây giờ B9. B9 nếu sớm thì cuối tuần thứ 12 hoàn thành, nếu muộn cuối tuần thứ 15 hoàn thành cũng được. Có 3 tuần dự trữ. B10. Nếu sớm thì cuối tuần thứ 15 hoàn thành, nếu muộn thì cuối tuần thứ 15 cũng phải hoàn thành. Như vậy B10 nó là một công việc gan, không có thời gian gì chứ. B1. Nếu sớm thì cuối tuần 12 hoàn thành, nếu muộn thì cuối tuần thứ 19 hoàn thành cũng được. Có 7 tuần dự trữ. B12. Nếu sớm thì cuối tuần thứ 14 hoàn thành, nếu muộn thì cuối tuần 19 hoàn thành cũng được. Có tới 5 tuần dự trữ. B13. Nếu sớm thì cuối tuần thứ 18 hoàn thành, nếu muộn thì thứ 20 hoàn thành cũng được. Có 2 tuần dự trữ. B14. B14. Nếu sớm thì cuối tuần thứ 20 hoàn thành, nếu muộn cuối tuần thứ 20 cũng phải hoàn thành. Như vậy không có thời gian dự trữ. Rồi em phải nếu sớm thì cuối tuần thứ 20 hoàn thành, nếu muộn cuối tuần thứ 20 cũng phải hoàn thành. Như vậy đó là công việc gian, đó là công việc giả nhưng mà nó cũng là công việc gian. Rồi công việc ép phải. Công việc ép phải nếu sớm thì cuối tuần thứ 12 hoàn thành, nếu muộn thì cuối tuần thứ 19 hoàn thành cũng được. Như vậy thì nó có 7 tuần dự trữ. Có 7 tuần dự trữ. Nếu sớm thì cuối tuần thứ 15 hoàn thành, nếu muộn thì cuối tuần thứ 20 hoàn thành cũng được. Như vậy nó không là công việc gian. Đó là công việc cuối cùng. Như vậy thì ta thấy cuối cùng rồi, mình thấy cái đường gan nó là cái đường này. Nhìn trên cái sơ đồ mình thấy có một cái đường nó nối lẫn nhau và nó liền mạch như này. Như vậy đây là cái đường gan. Gan của mình là B1, B4, B10, B14 và E phẩy, kéo dài 20 tuần. 20 tuần. Thì những cái công việc này là cái độ là một cái đi từ cái sự kiện đầu tiên cho tới cái sự kiện cuối cùng, mình thấy nó chắc là nó đi chắc là cả chục đường, có khi hơn chục đường, có khi 20 đường, nhiều cách để đi lắm. Nhưng mà nó chỉ có một cái đường đi là nó dài nhất thôi. Nó dài bằng 20 tuần thì đó là thời gian, đó là cái thời gian của dự án. Không có cái đường nào nó dài hơn cái đường này.
không có cái đường nào nó dài hơn cái đường này cả. Nếu mà chúng ta chịu khó, chúng ta ngồi chúng ta tính thì chúng ta thấy nó không có cái đường nào nó dài hơn đường này. Nếu mà chúng ta tính được một cái đường nào mà nó dài hơn cái đường này, nó bằng 20 hoặc là 21 hay 22 hay 23 gì đó, thì nó mới chính là đường răng, chứ đường này nó không phải là đường răng nữa. Đó, cái đường nào dài nhất thì đường đó đường răng. Thì chúng ta thấy là khi mà mình làm dự án thì mình cố gắng đảm bảo tiến độ cho các cái công việc này, tại vì những công việc này nó chỉ cần trễ một tuần là dự án trễ một tuần. Đấy, rồi nó hoàn thành sớm một tuần thì dự án sớm một tuần. Đấy. Nên đó là khi mình rút ngắn dự án thì mình cũng cũng rút những cái công việc này, chứ đừng có rút những công việc có dự trữ. Bây giờ rút những công việc có dự trữ thì cũng như không à, tốn tiền mà lại không có hiệu quả gì. Nó là như vậy. Đó là công việc, đó là cái bài tập 1.3. Đây tới bài tập 1.4. Thì cái bài 1.4 này chủ yếu là về cái việc ngắn thời gian thành dự án. Nó chỉ có 7 công việc. Bây giờ công việc C1, C2, C3 bắt đầu ngay từ đầu. Mình vẽ một cái sự kiện. Bắt đầu C1, C2, C3. Bắt đầu ngay từ đầu. C4, C4 xong C1. Vẽ một cái sự kiện. Kết thúc C1, bắt đầu C4. C5 sau C2. Vẽ một cái sự kiện kết thúc C2, bắt đầu C5. C6 sau C3. C6 sau C3. C7 sau C4, C5. C4, C5. Vẽ một cái sự kiện kết thúc C4, C5. Bắt đầu C7 thì C7 với C6 nó là hai công việc cuối rồi, thế nên kéo nó vào đây luôn. Kéo nó vào cái sự kiện kết thúc. Đấy, sơ đồ chúng ta nó là như thế. Bây giờ mình vẽ cái sơ đồ này trước đã. Đây, để mình xem đường răng rồi mình rút ngắn dự án. Bây giờ đánh số thứ tự. Sự kiện 0. Xóa mũi tên đi trên và sự kiện 0. Sự kiện không có mũi tên đi vào, đánh số tiếp theo. Như vậy đây là 1, 2, 3. Xóa mũi tên đi ra khỏi 1, 2, 3. Thì còn có cái trên là không có tên như vào, như vậy nó là sự kiện 4. Xóa 4 đi, như vậy đây là sự kiện 5. Rồi điền cái thời gian trong điều kiện bình thường vào. Sáu bảy bốn rồi bắt đầu tính cái thời gian sớm nhất hoàn thành dự án theo dự kiến. Bây giờ theo dự kiến dự án này bắt đầu ngay từ đầu. Đây. Đây sự kiện số 1. Cái số 1 là sự kiện kết thúc của công việc C1. Theo dự kiến thì bắt đầu từ đầu của dự án 3 tuần. Kết thúc của tuần thứ 3. Mình điền số 3 vào đây. Cái sự kiện số 2. Cái số 2 thì bắt đầu là sự kiện kết thúc của công việc C2. Công việc C2 theo dự kiến là từ đầu của dự án 2 tuần. Theo dự kiến kết thúc của tuần thứ 2. Số 2 vào đây. Sự kiện số 3. Kết thúc của công việc C3. Theo dự kiến bắt đầu từ đầu của dài 2 tuần, kết thúc của tuần thứ 2, thì số 2 vào đây.
cái số 4 là sẽ bị kết thúc của C4 và C5. C4 thì theo dự kiến sẽ bắt đầu cuối tuần thứ 3 kéo dài 7 tuần, theo dự kiến kết thúc cuối tuần thứ 10. Công việc C5 theo dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối tuần thứ 2 kéo dài 6 tuần, theo dự kiến kết thúc cuối tuần thứ 8. À, thứ 18, 18 ghi số 10 vào đây. Công việc C, sự kiện số 5. Sự kiện số 5 là sự kiện kết thúc của công việc C6, C7. C6 theo dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối tuần thứ 2 kéo dài 2 tuần, theo dự kiến kết thúc cuối tuần thứ 4. Số 4 vào đây. Công việc C7 theo dự kiến bắt đầu cuối tuần thứ 10 kéo dài 4 tuần, kết thúc cuối tuần thứ 14. 4 với 14 ghi số 14 vào đây. Như vậy theo dự kiến dự án này sẽ kết thúc vào cuối tuần thứ 14 kéo dài 14 tuần. Đó là theo điều kiện bình thường. Đấy. Còn nếu mà mình không vẽ sơ đồ ra, mình cứ tưởng là làm hết các cái công việc này thì dự án kết thúc thì cộng hết tất cả lại với nhau thì ra số lớn lắm. Nhưng thực sự thì cái tiến độ bình thường của dự án nó sẽ kết thúc vào cuối tuần thứ 14. Bây giờ tính ngược về từ sự kiện số 5. Thì năm mình cho cái thời gian muộn nhất hoàn thành cái dự án này cũng là 14 tuần. 14 tuần. Tới sự kiện số 4. Sự kiện số 4 là sự kiện bắt đầu của công việc nào? Sự kiện số 4 là sự kiện bắt đầu công việc C7. C7 theo dự kiến kết thúc của tuần 14. À, và muộn nhất cuối tuần thứ 14 cũng phải xong. Như vậy kéo dài 4 tuần, như vậy muộn nhất thì cuối tuần thứ 10 cũng phải bắt đầu. Ghi số 10 vào đây. Sự kiện số 3, là sự kiện bắt đầu công việc số 6. Công việc số 6 nếu sớm thì sẽ hoàn thành được cuối tuần thứ 4 theo dự kiến. Nếu muộn thì cuối tuần thứ 14 hoàn thành cũng được. Kéo dài 2 tuần. Như vậy nếu muộn thì cuối tuần thứ 12 bắt đầu vẫn được. Vẫn kịp. Đây là số 12 vào đây. Đấy, sự kiện số 2. Sự kiện số 2 là sự kiện bắt đầu công việc C5. Công việc C5 nếu sớm thì cuối tuần thứ 8 hoàn thành. Nếu muộn thì cuối tuần thứ 10 hoàn thành cũng được, kéo dài 6 tuần. Như vậy nếu muộn thì cuối tuần thứ 4 bắt đầu vẫn được. Ghi số 4 vào đây. Sự kiện số 1. Sự kiện số 1 là sự kiện bắt đầu của công việc C4. Công việc C4 nếu sớm thì cuối tuần thứ 10 xong, nếu muộn cuối tuần thứ 10 cũng phải xong. Và C4 kéo dài 7 tuần. Như vậy nếu muộn thì cuối tuần thứ 3 cũng phải bắt đầu. Đó, ghi số 3 vào đây. Đến sự kiện 0. Sự kiện 0 là sự kiện bắt đầu của công việc C1, C2, C3. C1 nếu sớm thì cuối tuần thứ 3 xong, nếu muộn cuối tuần thứ 3 cũng phải xong. À, và kéo dài 3 tuần, như vậy nếu muộn thì cũng phải bắt đầu từ đầu. Công việc C2 nếu sớm thì cuối tuần thứ 2 xong, nếu muộn thì cuối tuần thứ 4 xong cũng được. Kéo dài 2 tuần, như vậy nếu muộn thì cuối tuần thứ 2 cũng phải bắt đầu. Thứ 2 cuối tuần thứ 2 bắt đầu cũng được. Công việc C3. Công việc C3 nếu sớm thì cuối tuần thứ 2 xong, nếu muộn thì cuối tuần thứ 12 xong cũng được, kéo dài 2 tuần. Như vậy nếu muộn thì cuối tuần thứ 10 bắt đầu vẫn được. Muộn nhất 10 không 2 ghi số 0 vào đây. Đó là cái thời gian muộn nhất phải hoặc là cho phép hoàn thành các công việc, các sự kiện. Bây giờ mình tính thời gian dự trữ của các cái sự kiện. Không. Là 2 thì 10 10 không không. Đó là thời gian dự trữ của các cái mốc sự kiện mà nó theo dự kiến và nó phải xảy ra. Đây, đây. Cái sự kiện đó nó có những cái khoảng thời gian dự ra như vậy để cho cái sự kiện nó phải xảy ra. Bây giờ mình tính cái đường ngang. Đối với C1 sớm cuối tuần thứ ba hoàn thành, muộn cuối tuần thứ ba cũng phải hoàn thành. C2 sớm thì cuối tuần thứ hai hoàn thành, muộn cuối tuần thứ bốn hoàn thành cũng được, hai tuần dự trữ. Công việc C3 nếu sớm thì cuối tuần thứ hai hoàn thành, nếu muộn thì cuối tuần thứ 12 hoàn thành cũng được, cuối thứ 10 tuần dự trữ. C4 nếu sớm thì cuối tuần thứ 10 hoàn thành, nếu muộn thì cuối tuần thứ 10 cũng phải hoàn thành. Như vậy nó là công việc gan. Công việc C5 nếu sớm thì cuối tuần thứ 8 hoàn thành, nếu muộn cuối tuần thứ 10 hoàn thành cũng được, có hai đường dự trữ. Công việc C6 nếu sớm thì cuối tuần thứ 4 là hoàn thành, nếu muộn cuối tuần 14 hoàn thành cũng được, có 10 đường dự trữ. Công việc C7 nếu sớm thì cuối tuần thứ 14 hoàn thành,
Cái vụ thì cuối tuần thứ 14 cũng phải hoàn thành. Như vậy sẽ 7 công việc gan. Như vậy cái đường gan của mình là C1, C4 và C7. C7 đó là đường gan kéo dài 14 tuần. Bây giờ người ta yêu cầu chúng ta là rút ngắn thời gian hoàn thành dự án xuống còn 10 tháng theo phương pháp đường gan. Theo phương pháp đường gan. Như vậy thì bây giờ nó đang 14, bây giờ người ta yêu cầu người ta rút ngắn xuống còn 10 tháng, có nghĩa là yêu cầu người ta rút ngắn 4 tháng. Bây giờ mình xác định các cái ràng buộc liên quan tới cái đường gan trước. Để rút ngắn theo phương pháp đường gan thì có 4 cái nguyên tắc. Thứ nhất, nó là rút ngắn những công việc gan. Đừng có rút ngắn những công việc không gan. Hai, đó là rút ngắn sao cho cái đường gan nó không thay đổi. Thay đổi. Ba là cái chi phí tăng thêm là bé nhất. Bốn là rút ngắn thì rút ngắn nhưng mà nó không thể vượt qua cái ràng buộc kỹ thuật được. Ràng buộc kỹ thuật. Thì không phải là cứ tăng chi phí, tăng người, tăng nguồn lực máy móc gì đó thì cái dự án nó rút ngắn mãi cho tới bằng không luôn. Mà nó bất kỳ những công việc nào nó cũng sẽ có một cái ràng buộc kỹ thuật, nó chỉ có thể rút ngắn được tới đó mà thôi. Dù cho mình có tăng người, tăng máy móc, tăng nguồn lực cỡ nào đi nữa thì cũng không thể ngắn hơn được nữa. Đấy. Không thể vượt qua được cái giới hạn về mặt kỹ thuật đó. Bây giờ mình xác định các cái ràng buộc liên quan tới đường gan trước. Thì theo cái nguyên tắc từ cái sự kiện đầu tiên cho tới cái sự kiện tiếp theo trên đường gan, xem nó có cái hoạt đường nào hoàn toàn không gan để so sánh hay không. Thì đường gan của mình là đi qua các sự kiện 0, 1, 4, 5. Như vậy từ sự kiện 0 đến sự kiện 1 trước, xem có cái đường nào hoàn toàn không gian để so sánh hay không. Thì mình thấy không có. Từ 0 cho tới sự kiện 4 thì có hay không? 0 tới 4 thì có hay không? Thì có một cái đường gan và một cái đường hoàn toàn không gan. Đường gan là C1, C4 kéo dài 10 tuần. Đấy, đường hoàn toàn không gan là C2, C5. Kéo dài 8 tuần. Như vậy mình rút ra cái điều kiện đầu tiên, điều kiện 1. Là chỉ nên rút ngắn C1, C4 đi không quá 2 tuần. Đó là điều kiện 1. Bây giờ từ sự kiện 0 cho tới sự kiện 5 có hay không? Thì có cái đường nữa, nhưng mà cái đường C2, C5, C7 thì nó nửa gan nửa không nên không không so sánh được, mà là phải so sánh cái đường gan với đường hoàn toàn không gan là C3, C6. Như vậy có một cái đường gan là C1, C4 và C7 kéo dài 14 tuần. Còn cái đường hoàn toàn không gan là C3, C6 kéo dài 4 tuần. Dài 4 tuần. Như vậy rút ra một cái điều kiện là chỉ nên rút C1, C4, C7,
C1, C4, C5, C7 thì tối đa là 10 tuần thôi, tối đa là 10 tuần. Cho cái với điều kiện này thì gan nó vẫn sẽ không thay đổi. Rồi từ sự kiện không cho tới các sự kiện tiếp theo trên đường gan rồi. Nên bây giờ từ cái sự kiện 1 tới sự kiện tiếp theo trên đường gan, từ sự kiện 1 cho tới sự kiện 4, sự kiện 5 thì chắc chắn là đều sẽ không có. Tại vì từ sự kiện 1 nó có đúng có một cái đường, có một cái mũi tên đi ra mà cái mũi tên đó gan mất rồi, thì sẽ làm sao có một cái sự kiện, có một cái đường nào hoàn toàn không gan được. Rồi bây giờ từ sự kiện 4 cho tới sự kiện 5 thì cũng có đúng cái đường C7 nó đi ra là nó gan. Như vậy thì không có cái đường nào hoàn toàn không gan và hết rồi. Nhưng mà đó là tất cả những cái điều kiện liên quan tới đường gan của cái sơ đồ này, là hai cái điều kiện này. Vậy bây giờ mình sẽ rút gọn, rút ngắn nó. Bây giờ người ta cho cái thời gian trong cái điều kiện bình thường và thời gian trong cái điều kiện rút ngắn tối đa, chi phí trong điều kiện bình thường và chi phí trong cái điều kiện rút ngắn tối đa. Như vậy thì mình cần phải tính cái chi phí tăng thêm đơn vị của từng cái công việc để mình biết được đó là cái trung bình mình rút cái thời gian của công việc nào thì chi phí nó tăng thêm là bao nhiêu để mình ưu tiên rút ngắn cái công việc đó. Nhưng mà mình chỉ tính cho ba cái công việc là C1, C4 và C7 thôi, chứ mình không cần biết ngay những cái công việc kia, tại vì nó không liên quan tới công việc gan mà mình đang quan tâm, là C1, C4 và C7. C1, C1 người ta rút ngắn đi một tuần, từ 3 tuần trong điều kiện bình thường rút ngắn tối đa đi xuống còn 2 tuần. Như vậy thì chi phí nó tăng lên là 1.600. Một tuần họ rút ngắn thì họ sẽ tốn là 600, tốn 600, từ 1.000 mà lên 1.600, mà rút ngắn đi một tuần chi phí tăng lên thành 1.600, nghĩa là 600. Còn vì C3 mà từ điều kiện bình thường là 7 tuần, họ rút ngắn xuống còn có 3 tuần, có nghĩa là họ đã rút ngắn đi được 4 tuần. 4 tuần thì chi phí nó tăng lên từ 1.300 cho tới 1.600. Như vậy lấy 1.600 trừ cho 1.300 thì ra 300. 300 chia đều cho 4 tuần thì nó sẽ ra đơn vị một tuần rút ngắn. Như vậy thì bằng 300 chia cho 4 tuần thì bằng bao nhiêu? 300 chia cho 4. Bằng 300 chia cho 4 bằng 75. 75. Như vậy thì nó sẽ là 75 triệu cho một tuần rút ngắn. Rồi C7, C7 từ 4 họ rút ngắn xuống còn có 2, như vậy rút ngắn được 2 tuần. 2 tuần mà từ 1.500 nó lên 2.000, như vậy là 500 chia cho 2 tuần rút ngắn. Như vậy trung bình mỗi tuần là 250. Trung bình mỗi tuần là 250. Như vậy nếu mà rút ngắn thì đương nhiên mình sẽ ưu tiên rút ngắn cái công việc C4 trước. C4 trước. Và cái công việc C4 này có thể rút ngắn đi tối đa là 4 tuần. 7 tuần mà rút ngắn còn có 3 tuần. Như vậy cái thời gian rút ngắn tối đa là 4 tuần. 4 tuần. Như vậy bây giờ người ta yêu cầu mình á là rút ngắn xuống còn 10 tháng. Có nghĩa là rút ngắn đi 4 tuần. Như vậy riêng cái công việc C4 này là có thể đảm bảo được rồi. Đấy. Nhưng mà mình nhìn vào đây mình lại thấy là nó có hai cái điều kiện liên quan đến đường gan. Là nếu như mà rút ngắn mà C4 mà quá 2 tuần, đấy, thì đường gan nó sẽ bị thay đổi. Nó sẽ bị thay đổi. Vì thế nên mình chỉ có thể rút ngắn được cái công việc C4 này đi 2 tuần thôi, chứ không rút được 4 tuần.
như mình mong muốn. Đấy, chỗ điều kiện 1 chỉ có thể nên rút ngắn C1 hoặc là C4 đi tối đa 2 tuần. Đấy. Còn trong này á, thì kêu là mình có thể rút ngắn với ràng buộc về mặt kỹ thuật, công việc C4 nó có thể rút ngắn được 4 tuần lận, đó là kỹ thuật. Đấy, có thể tối đa có thể rút ngắn như đó. Còn mình đang cố gắng rút ngắn theo phương pháp đường gân sao cho đường gân nó không thay đổi. Vì thế nên nó là cuối cùng mình chỉ có thể rút ngắn được 2 tuần thì đường gân nó không thay đổi, nó vẫn là đường gân đó. Đấy. Chứ cái phương pháp đường gân này chưa chắc đã là phương pháp tốt nhất. Bây giờ nếu như là mình muốn biết bốn cái phương pháp tốt nhất thì mình phải sử dụng phương pháp bài toán tối ưu, là sử dụng toán quy hoạch tuyến tính để mà tìm ra cái nghiệm nào là tối ưu nhất, thì đôi khi nó sẽ tốt hơn cái phương pháp đường gân này, đôi khi là giống đường gân hoặc là đôi khi là tốt hơn đường gân. Đấy, còn phương pháp đường gân thì nó chỉ tốt nhất đối với nó mà thôi. À, nên đó là nhưng mà thường thì nó không có chênh lệch nhau quá nhiều, thường thì nó không chênh lệch nhau quá nhiều, và thường thì nó giống nhau. Còn dùng cái phương pháp đường gân này thì mình tự có thể xử lý bằng tay được, còn đỡ hơn nữa là mình ngồi mình viết ra cái bài toán rồi gán cho nó những cái ràng buộc rất là phức tạp, xong rồi dùng cái add-in solver trên Excel để mà tìm ra cái nghiệm tối ưu, hay là dùng những cái phần mềm là chuyên sâu hơn về quy hoạch tuyến tính thì nó phức tạp hơn. Còn nếu như mà không cần thiết, không có chênh lệch nhau lắm thì mình dùng tay, mình xử lý bằng tay nhanh nhanh cũng được, mình biết là có thể rút ngắn cái công việc này trước nhanh nhanh cũng được, khỏi cần phải đụng tới toán phức tạp. Thì bây giờ theo như cái điều kiện này á, thì mình sẽ rút ngắn, phương án rút ngắn của mình như sau. Thứ nhất là mình rút ngắn cái công việc C4 đi 2 tuần, chi phí sẽ tăng thêm là 75 nhân 2 là 150, 150 triệu. Rồi bây giờ mình điều chỉnh lại cái ràng buộc. Điều chỉnh lại cái ràng buộc. Bây giờ ràng buộc ghi rằng là có thể rút ngắn C1 hoặc C4 với tối đa 2 tuần. Mà bây giờ mình rút ngắn C4 đi 2 tuần mất rồi. Thì C1 với C4 này không rút ngắn được nữa. Đấy. C1 cũng không rút ngắn được nữa, mà C4 cũng không rút ngắn được nữa. Và cái điều kiện ở dưới là có thể rút ngắn C1, C4, C7 đi tối đa là 10 tuần. Nhưng mà C4 mình rút ngắn đi 2 tuần rồi, thì C7 chỉ còn rút ngắn được 8 tuần nữa thôi. 8 tuần nữa thôi. Mình chỉ còn mấy cái kia là không rút ngắn được. Không rút ngắn được nữa. C7 còn rút ngắn được 8 tuần nữa. Như vậy tiếp tục thì mình sẽ phải lựa chọn cái C7 chứ 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 chứ, chứ không có lựa chọn C1 được nữa. C7 thì ràng buộc kỹ thuật mình có thể rút ngắn tối đa được 2 tuần. Đấy, chi phí tăng thêm đơn vị là 250 triệu cho 1 tuần rút ngắn. Còn trong cái chỗ này, cái điều kiện đường gân thì C7 vẫn còn có thể rút ngắn 8 tuần. 8 tuần. Như vậy thì mình chỉ cần rút ngắn 2 tuần thôi, và cũng chỉ có thể rút ngắn được 2 tuần, tại vì nó là ràng buộc về kỹ thuật. À, như vậy thì rút ngắn C7 đi 2 tuần, chi phí tăng thêm là 500 triệu. Như vậy cuối cùng mình rút ngắn được 4 tuần, chi phí tăng thêm là 650 triệu.
Đó là cái bài 1.4, là cái phương pháp rút ngắn của mình đó là như vậy. Đấy. Và đây chắc chắn rằng là cái phương pháp tối ưu theo phương pháp đường dăng là chi phí tăng lên sẽ bé nhất. Còn nếu như mà mình cố gắng mình rút ngắn theo phương pháp khác thì chắc chắn là nó cũng được, nhưng mà chi phí tăng thêm sẽ nhiều hơn. Đấy. Đối với cái cách thức của phương pháp đường dăng này thì sẽ không có cái phương pháp nào mà chi phí tăng thêm mà nó bé hơn nữa đâu. Đấy. Nếu như mình không tin đó thì mình ngồi mình thử rút ngắn cái này, rút ngắn cái kia, thử xem sao chi phí nó có tăng thêm ít hơn không, ít hơn không. Thì cũng có thể nếu như mà mình may mắn mình rút ngắn, nhưng mà đường răng nó vẫn không thay đổi, nhưng mà cuối cùng là nó lại tối ưu hơn, thì có thể là mình may mắn mình đã rút ngắn theo cái phương pháp bài toán tối ưu rồi. Đấy. Nhưng mà cái trường hợp nó cũng rất là ít, nó rất là hiếm. Thường thì cái kết quả của hai cái phương pháp này là nó như nhau. Đây, 650 triệu. Đây, đó là cái bài tập mà 5.1.4 hôm trước chúng ta đã làm. Đây là sẽ gửi hai cái bài giảng này qua cho cái group Zalo của lớp mình. Đây, hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Gặp các em vào buổi sau.